hãy thoát khỏi sự thoải mái để nhận được những thứ mà bạn xứng đáng có được. Hôm nay, Nam sẽ kể cho anh chị một câu chuyện để anh chị biết rằng trên cuộc đời này, cái gì cũng có cái giá của nó. Chuyện kể rằng, có hai hạt lúa được giữ lại để làm hạt giống cho vụ sau, vì hai hạt lúa này đều rất là to, rất là khỏe và rất là chắc nịch. Một hôm, người chủ định đem hai hạt giống này để ra gieo trồng. Hạt giống thứ nhất nhủ thầm rằng, dại gì mà ta phải theo ông chủ ra đồng cơ chứ, ta không muốn toàn thân của ta bị tan nát trong đất. Và tốt nhất, ta hãy giữ toàn bộ dinh dưỡng này ở trong chiếc vỏ của ta và tìm một nơi lý tưởng để trú ngụ. Thế là nó chọn một góc phòng và lăn vào trong đó. Còn hạt giống thứ hai thì ngày đêm trông chờ được ông chủ đem đi gieo xuống đất. Nó thực sự sung sướng khi bắt đầu một hành trình mới. Thời gian trôi qua, hạt giống thứ nhất bị khô héo ở trong góc nhà bởi vì nó không nhận được nước cũng như là không nhận được ánh sáng. Lúc này những chất dinh dưỡng mà nó có cũng không giúp ích được gì cho nó và thế là nó chết dần chết mòn ở trong góc phòng. Trong khi đó, hạt lúa thứ hai dù là nó bị tan nát trong đất nhưng từ thân của nó lại mọc ra những bông lúa nặng trĩu, mang đến cho đời những hạt lúa tươi mới. Vậy bài học chúng ta học được ở đây là gì ạ? Nếu chúng ta tự khép mình trong cái lớp quen thuộc vô nghĩa của bản thân và trải qua một cuộc đời vô nghĩa thì chúng ta sẽ đánh mất đi giá trị của bản thân mình. Thay vì vậy, hãy biết dấn thân, chấp nhận những thử thách, cam đảm bước đi để sống một cuộc đời ý nghĩa hơn, đóng góp những giá trị cho xã hội. Anh chị thấy video này ý nghĩa, hãy follow Nam để đón nhận những video sớm nhất.